Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Thưa anh chị em, tin mừng theo Thánh Marco như chúng ta đã biết, Jesus bắt đầu sứ vụ công khai của người vào khi ngài vào trong hội đường Do Thái, và ở đó có một người bị quỷ ám, và khi thấy Jesus thì người đó la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện của chúng tôi có can gì đến ông? Ông đến để mà tiêu diệt chúng tôi hay sao? Thì Chúa Giêsu đã quát mắng: Hãy im đi và hãy xuất ra khỏi người này. Và ngay lập tức thì quỷ xuất ra khỏi người đó và người đó được hoàn toàn khỏi bệnh. Sau đó chúng ta thấy rằng trong bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, tức là Chủ nhật 12 mùa thường niên, sau khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua biển hồ Galilee, trong khi Chúa Giêsu đang ngủ trong thuyền, thì một cái cơn bão tố nó đã ập đến và nước tràn vào trong thuyền, làm cho các môn đệ hoảng sợ, và các ông chạy đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, thầy không đoái hoài gì đến chúng con hay sao? Thầy không thấy rằng chúng con sắp chết hết tất cả rồi hay sao? Chúa Giêsu tỉnh dậy, ngài đi ra ngoài mạn thuyền và truyền cho sóng im biển lặng. Chúa Giêsu cũng dùng một câu khi ngài trừ quỷ, đó là: Hãy im đi, hãy câm đi. Và lập tức sóng yên biển lặng và thầy trò lại vượt qua bên kia biển hồ một cách an toàn. Ngày hôm nay, như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu, một ông trưởng hội đường, đã đến cầu xin Chúa Giêsu đến đặt tay để chữa lành cho con gái của ông đang bị gần bệnh nặng đến nỗi mà gần chết. Và trong khi Chúa Giêsu đi về nhà ông trưởng hội đường, thì có một người phụ nữ bị băng huyết đã 12 năm đến, và bà ta tự nhủ rằng nếu mà bà ta chỉ cần được chạm vào áo của người thôi thì bà ta sẽ được khỏi bệnh. Và nói là làm, bà ta đã đến và chạm vào Chúa Giêsu và bà ta đã được khỏi bệnh. Sau đó Chúa Giêsu đã đi đến nhà ông trưởng hội đường, và trên đường đi thì gia nhân đến báo rằng con gái của ông đã chết rồi. Thế nhưng mà Chúa Giêsu nói với ông trưởng hội đường rằng: Hãy có đức tin, hãy tin tưởng và sẽ được hãy có đức tin. Và ngài Chúa Giêsu và ông trưởng hội đường đã đến nhà của mình. Khi đến nhà thì người ta đã khóc lóc, kêu van ầm ĩ, giống như là một cái cơn bão tố vậy, thưa anh chị em. Như chúng ta đã thấy, khi trong gia đình hay làng xóm có những người bị qua đời, thì người ta cũng khóc lóc than van. Và Chúa Giêsu lần này ngài không có làm như là việc trừ quỷ, hay cũng không có làm như là truyền cho sóng yên biển lặng. Ngài chỉ đơn giản đó là dẫn theo cha mẹ của những người, của đứa bé gái và các môn đệ. Và khi Chúa Giêsu đến thì ngài đã cầm tay của bé gái và nói rằng: Talitha cum, này em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Và em bé đã trỗi dậy, và Chúa Giêsu truyền cho gia đình, cho em bé được ăn. Vâng, thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có những cái điểm khác biệt giữa ông trưởng hội đường và người phụ nữ bị băng huyết. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy có những cái sự giống nhau giữa người phụ nữ bị bệnh băng huyết và em bé bị bệnh gần chết, như chúng ta đã thấy. Trong khi tin mừng theo Thánh Marco cho chúng ta biết rõ tên, địa vị, cũng như là những cái tầm ảnh hưởng, cũng như lời cầu xin của ông trưởng hội đường, thì lại không cho chúng ta biết về người phụ nữ. Chúng ta biết rằng ông trưởng hội đường là người đứng đầu trong một cái hội đường Do Thái. Có thể nói rằng ông là một người có chức vị, có địa vị rõ ràng trong xã hội. Không những thế, Thánh
do Thánh Marco còn cho chúng ta biết cả tên của ông, đó là Zaya. Và ông đến cầu xin với Chúa Giêsu một điều rằng: xin Ngài hãy đến đặt tay để chữa lành cho con của ông. Còn người phụ nữ thì chúng ta thấy rằng không hề biết bà ta là ai, không hề biết bà ta làm nghề gì, mà chỉ biết rằng bà ta bị bệnh băng huyết đã 12 năm, đã rất lâu, và đã chạy thầy chạy thuốc mà làm bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn như thế nữa. Có thể nói rằng người phụ nữ này đang ở trong một cái tình trạng hết sức khốn cùng. Và như thế, như chúng ta đã thấy, người phụ nữ này cũng giống như bé gái đã bị bệnh trong suốt 12 năm, còn bé gái thì lúc này cũng đã 12 tuổi. Cả người phụ nữ và bé gái này đều được coi là những người ô uế. Người phụ nữ bị coi là ô uế là bởi vì bà đã bị băng huyết và bởi vì máu đã chảy ra. Còn người bé gái này được coi là ô uế là bởi vì em đã chết rồi. Đối với người Do Thái, những người chết, những cái xác chết là bị coi là ô uế, và ai mà đụng vào những cái xác chết đó thì cũng bị ô uế. Người phụ nữ này đáng ra không được phép đi đến đám đông, và đáng ra bà ta cũng không được phép đụng chạm vào người khác. Thế nhưng vì lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu, bà đã đến để đụng vào Chúa Giêsu và bà đã được chữa lành. Và khi Chúa Giêsu phát hiện ra điều đó, thì Chúa Giêsu đã hỏi: ai đã đụng vào ta? Và bà đã run rẩy đến trước Chúa Giêsu và thú nhận tất cả. Bài tin mừng ngày hôm nay có rất nhiều điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta. Điều thứ nhất đó là Chúa Giêsu không khinh chê những người bị coi là ô uế trong xã hội. Chúa Giêsu cũng không khinh chê tất cả mỗi người chúng ta, dù cho tội chúng ta có đỏ như son, có thấm như vải điều, thì Chúa cũng không bao giờ khinh chê đến chúng ta. Chúa Giêsu đã để cho người phụ nữ đụng chạm vào mình. Chúa Giêsu cũng đã cầm tay em nhỏ đó để mà nâng em lên, để mà chữa lành cho em. Trong tin mừng, như chúng ta đã thấy, chỉ có 3 lần Chúa Giêsu cho người khác sống lại. Lần thứ nhất đó là Chúa Giêsu cho người con trai của bà hóa thành Na-in sống lại. Lần thứ hai đó là câu chuyện xảy ra trong bài tin mừng ngày hôm nay, con gái của ông trưởng hội đường. Và lần thứ ba đó là Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại. Qua những cái phép lạ mà Chúa Giêsu cho người khác sống lại, Chúa Giêsu trừ quỷ, Chúa Giêsu truyền cho sóng yên biển lặng. Tin mừng Thánh Marco muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng Chúa Giêsu là đấng có quyền năng. Chúa không chỉ có quyền năng trên ma quỷ, trên sự dữ, trên những cái thế lực của tự nhiên, nhưng mà Chúa Giêsu còn có quyền năng trên bệnh tật, có quyền năng trên tất cả những sự chết. Những ai mà tin tưởng vào Chúa Giêsu thì chúng ta không sợ ma quỷ cũng như quyền lực của tự nhiên, kể cả bệnh tật và sự chết. Trong suốt hơn 1 năm vừa qua, nhân loại của chúng ta đã trải qua rất nhiều những cơn bão tố, rất nhiều những cái làn sóng bệnh dịch COVID, làn sóng thứ nhất, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba. Nhưng đối với những ai tin tưởng vào Chúa thì không có gì làm cho chúng ta sợ hãi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng ngày hôm nay chúng ta không phải giống như ông trưởng hội đường, phải năn nỉ ỉ ôi để mà Chúa đến chữa lành cho con của ông. Chúng ta cũng không phải lách qua những cái đám đông chật chội để mà được đụng chạm vào Chúa. Chúa luôn luôn muốn được đụng chạm vào mỗi người chúng ta.
Qua bí tích thánh thể, chúng ta không chỉ được đụng chạm vào Chúa, nhưng mà chúng ta còn được rước mình máu thánh Chúa, linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu. Qua bí tích hòa giải, Chúa Giêsu đã đụng chạm vào những vết thương tâm hồn của chúng ta và chữa lành những vết thương tâm hồn của chúng ta. Thiết nghĩ rằng chúng ta phải bắt chước người phụ nữ ngày hôm nay mỗi khi chúng ta đi xưng thú tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ che giấu những tội lỗi của chúng ta. Nếu như chúng ta che giấu tội lỗi của mình, thì khó để cho ân sủng của Chúa có thể chữa lành những vết thương, những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta thấy rằng người phụ nữ ngày hôm nay, sau khi Chúa Giêsu phát hiện rằng có người đụng chạm đến ngựa mình, thì bà đã đến cùng Chúa phủ phục và thú nhận tất cả. Chính vì sự khiêm tốn, sự khiêm nhường và lòng chân thành của người phụ nữ này đã mang lại cho chúng ta một bài học. Đó là mỗi khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đặc biệt đến với bí tích hòa giải, chúng ta cũng phải hết lòng khiêm tốn và chân thành xưng thú những tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta khiêm tốn, chân thành xưng thú tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành cho chúng ta, không chỉ tha thứ những tội, tất cả những cái tội lỗi của chúng ta, nhưng Chúa còn chữa lành những cái vết thương do, hay là những cái hậu quả do những cái tội lỗi đó mang lại trong đời sống của chúng ta. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, đó là cần phải ý thức được niềm tin của chúng ta, cần phải làm cho niềm tin khi chúng ta chịu bí tích hòa giải, khi chúng ta chịu bí tích rửa tội được phát triển trong tâm hồn của chúng ta. Niềm tin đó là tất cả những gì mà chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính. Trong kinh tin kính chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng sáng tạo trời đất. Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian. Chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa và bào chữa cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tin hội thánh, chúng ta tin các thánh thông công, tin xác loài người trong tội. Đó là niềm tin của chúng ta. Thử hỏi rằng chúng ta đã có ghi nhớ những cái niềm tin đó vào trong tâm hồn. Chúng ta có đem ra thực hành những cái lời mà chúng ta tuyên xưng mỗi Chúa Nhật khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hay không? Niềm tin cũng đồng thời là một cái chuyến hành trình. Và trong như tất cả những cái chuyến hành trình, chúng ta cũng phải gặp những cái khó khăn, vất vả trong cái chuyến hành trình đó. Giống như cuộc hành trình của các môn đệ và Chúa Giêsu vượt qua biển hồ Galilee và gặp phải những cái cơn bão tố. Trong hành trình cuộc đời của chúng ta cũng không thiếu những cơn bão tố trong cuộc đời. Bão tố của sinh, lão, bệnh, tử, hay nói đúng hơn, đó là bão tố của những cái thân phận của con người. Ngoài những cái bão tố về thân phận của con người, ngày hôm nay chúng ta còn gặp rất nhiều những cái bão tố khác do bệnh dịch gây lên. Cách đây mới ngày sáng ngày hôm nay, trên các báo online của Việt Nam đã tường thuật lại một cái câu chuyện rất là thương tâm như chúng ta đã thấy. Đó là có một người chồng không chỉ cầm dao sát hại chính người vợ của mình, mà còn sát hại cả cha mẹ vợ của mình. Chỉ vì một phút nóng giận, chỉ vì một phút ghen tương, khi chúng ta không kìm lại được những cái cơn nóng giận của chúng ta, chúng ta không kìm lại được những cái con sóng, những con thú trong tâm hồn của chúng ta, và chúng ta để cho những cái con sóng, những cái bão tố đó, nó nhấn chìm cuộc đời của chúng ta và nhấn chìm cả những người đang sống ở bên cạnh của chúng ta. Niềm tin đó là sự tín thác hoàn toàn vào Chúa. Khi chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa thì không có điều gì làm cho chúng ta sợ hãi. Nói tóm lại, qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho chúng ta
Hãy noi gương bắt chước niềm tin của ông trưởng hội đường cũng như niềm tin của người phụ nữ bị băng huyết. Khi chúng ta thực sự tin tưởng và tín thác vào Chúa, thì Chúa sẽ ban cho tất cả những lời chúng ta cầu xin. Bài tin mừng cũng nhắc cho chúng ta, đó là mỗi khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa và chúng ta xưng thú tội lỗi của chúng ta, Chúa cũng đụng chạm vào tâm hồn của chúng ta và chữa lành chúng ta không chỉ về những thể xác và cả tâm hồn của chúng ta nữa. Amen. Lạy Chúa, thật lạ lùng biết bao khi chúng con có đủ hai tay, trong khi bao người bị cụt tay. Khi chúng con có đủ đôi mắt sáng, trong khi nhiều người lại không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng. Khi chúng con biết nói, biết cười, trong khi lại có biết bao người câm điếc. Trong khi chúng con có đôi tay để làm việc, thì nhiều người phải đứng đường để ăn xin. Lạy Chúa, con có một mái ấm để trở về, trong khi có biết bao người chẳng biết đi đâu, về đâu. Lạy Chúa, con được yêu thương, được sống, được vui, được cười, được mơ ước, trong khi có biết bao người khác đang sống trong chán trường, trong thất vọng, trong ghen tương, trong vật vã và chết trước khi chào đời. Lạy Chúa, con được biết Chúa, được tin tưởng vào Chúa, trong khi có biết bao người chưa được an vui vì không được biết đến Chúa. Lạy Chúa, thật là một điều hết sức lạ lùng. Con chẳng có gì mà phải đòi hỏi thêm. Chỉ thấy mình phải luôn luôn biết tạ ơn Chúa vì rất nhiều ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng con qua gia đình, qua giáo hội. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đau yếu, bệnh tật. Xin Thánh Linh Chúa ban ơn chữa lành xuống trên tất cả anh chị em của chúng con. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những linh hồn của những người đã qua đời. Hai linh hồn Maria, linh hồn Marcos, linh hồn Moses, cũng như tất cả các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn đó và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bình an. Ta ơn Chúa.